mèo bị da rỉ mũi mũi thường xuyên, tức là từ kinh niên có thể bị nhiều tháng nhiều năm, bị thời gian dài rồi đúng không? Vậy thì giải quyết những khâu sau cho mình. Khâu đầu tiên mua thức ăn kiêng cho mèo để cho ăn, đấy chưa? Mua thức ăn kiêng, tại vì có thể nó bị dị ứng thức ăn, nó dị ứng với cả cơm ấy, các bác sĩ tin không? Đấy, mua thức ăn protein ấy, đấy, cho nó ăn. Thì nghi rằng nguyên nhân do thức ăn. Đấy, nghi thứ hai là nguyên nhân do môi trường. Môi trường. Đấy. Nhốt cả một đàn với nhau, bụi bẩn kinh khủng. Không bụi bẩn nhưng mà cứ nhốt cả đàn vào với nhau thì kiểu gì cũng dính. Đấy, do môi trường hoặc do ít vận động. Vận động. Đấy, mình đang phân tích nguyên nhân để bác sĩ tư vấn cho chủ nhá. Môi trường này thoáng ra, vận động nhiều thêm, được chưa? Thức ăn thì chỉ cho ăn một cái thức ăn, nó có thể mua dạng thức ăn kiêng, đấy, protein, hoặc các bác sĩ có thể mua cho ăn thịt thỏ, được chưa? Ví dụ thế, cái thịt mà nó chưa ăn bao giờ ấy, thịt chưa ăn bao giờ thì nó sẽ không gây dị ứng, nhá. Tiếp tục, cái nữa, cái này là quan trọng này, mình hiểu về cái bản chất của cái viêm mũi mãn tính. Trên người cũng rất khó để điều trị viêm mũi mãn tính, bởi vì đây, cái xương ống cuộn này, cái xoang mũi đây, đấy chưa? Các cái xương ống cuộn này đấy. Khi viêm ít thì nó bình thường, nó tự khỏi, nhưng mà viêm nhiều thì cái niêm mạc nó bong tróc và nó chết bên trong ấy. Nếu mà nội soi, nhiều trường hợp mình đưa cái đầu nội soi vào ấy, nó trơ xương ra, giống kiểu đi đi khám thính ở trong mả mồ mả ấy, rất kinh khủng. Tức là nó bị trơ xương ra rồi. Và những cái chỗ mà bị trơ xương ra như thế thì hỏi rằng điều trị kiểu gì được? Giống như cái xương tay mình nó bị hết thịt rồi, nó trơ trơ toàn xương không thôi. Đấy, khô xương rồi ấy. Vậy thì những trường hợp mãn tính thì mình hiểu như thế và mình tư vấn chủ. Rồi bây giờ sẽ điều trị thử nhá. Đấy, cho phác đồ vào, rửa mũi này, rồi thuốc thang vào. Đấy, rồi kiêng môi trường. Vận động nhiều rồi, thức ăn đấy, thì cái vấn đề chúng ta sẽ giải quyết nó như thế, đấy chưa? Trong câu hỏi rất khó của bác sĩ đưa ra, đấy chưa?